Vâng, em mình chị mình đình xin chào tất cả các bác nha. Nay ngày 7 tháng 5 2020, em quay sản phẩm hàng về thì hồi sáng hàng về hồi sáng cơ, nhưng mà bận bịu công việc quá thì nay là chiều, bây giờ là 3 rưỡi rồi, em mới quay sản phẩm cho các bác. Các bác nào yêu sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi sau đây, đây là những sản phẩm chiều nay lên đường nha. Gồm là những con rề đời nông và hai con 771 nha, hai con bé một ngày hôm qua, và một con 309V là bộ rễ bao cao cấp của Marang Mỹ, có mã là 510 và 3600 Gold Pro, và bộ cặp loa Watford với cái đất 70 Resodan nha. Cặp này là với đất 70 Resodan nha các bác, Resodan hàng cực kỳ là hiếm nha, chứ không phải là với đất 70 thường đâu. Đây là những kiện hàng về sáng nay. Đây là những con đẩy bao vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình, và những con amply nghe nhạc, trong này có một con 771 nha và hai con amply rất là cực kỳ là đáng đồng tiền cho anh em chơi, và nên nó mới về đó là một con 307 và 7001, giá 18 triệu nha các bác. Các bác nào mà có dự định mua 777 7070 thì bỏ dự định đi, mua hai dòng này nghe hay hơn rất nhiều, khủng hơn, công suất khỏe hơn. Đây nha các bác, đây là con Victor có mã là A152. Con này là giá 4 triệu 500 ngàn nha. Sau đây em sẽ bê ra cho các bác nha. Vâng, em đã khui đầu tiên, nó là con bao cực kỳ là khủng và đẹp nha, cực sang trọng, rất là sang luôn. Nó bố trí rất là đẹp nha. Con này chạy nguồn xuyến nha các bác, cực kỳ khỏe. Hàng Nhật điện 100V, có mã là con này là của hãng Hi-Fast, mã BR2023A. Rất là hiếm nha. Hai công tắc riêng biệt luôn nha. Hai riêng biệt luôn. Đây các bác có thể thấy được cái độ đẹp những sản phẩm bên em tuyển nha. Đây là bụi nha. Bụi này. Con này rất là sang trọng, đây là nguồn, và đây hai là cái volume gì đây, hai cái công tắc gì đây, không rõ được. Hai là cái hai volume tinh chỉnh nha. Rất là đẹp nha các bác. Này. Phía sau con này thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Quạt tăng nhiệt phía sau rất cực kỳ là êm, dòng này chạy cực kỳ êm nha. Hầu như nghe không thể nghe được tiếng động. Đây là cầu loa bắp chuối nha các bác, và hai cầu loa chuyên nghiệp tại con này rất là khủng nha. Đấy, hai cầu loa chuyên nghiệp. Đây là đường tín hiệu vào nha, ca long. Đấy. Hai cầu loa. Các bác có thể đánh được một cặp loa full 40 và hai cặp loa 30. Đánh những cặp loa bô, và đây là những cặp các bác chơi trong gia đình rất là tiện, rất là rẻ, 4 triệu rưỡi nha. Dòng Victor tiếng rất là sáng, Victor A152 giá 4 triệu rưỡi, mã 4 triệu rưỡi, hai cầu nha các bác. Nhưng con này nó hai cầu, và tất cả sản phẩm là hàng bãi về nguyên zin nguyên bản hết nha. Con này rất là đồng tiền cho anh em chơi những cái bát 25 đô lại và hai cặp nha. Đấy. Hai cầu lo bắp chuối luôn nha, đường tín hiệu vào xeo ly ba lăng đầy đủ nha, điện 100V nha các bác, trở kháng 4 tới 16 ôm, nên lo này em nó chơi cũng được. Dòng này thì em bán rất là nhiều rồi, giá 4 triệu rưỡi nha các bác. Và đây là một model của hàng của Mỹ nha, mã là dòng BGW nha, em hay bán cho các bác này. BGW, con này là hàng Mỹ nồi, có mã DB2000, con này cực kỳ nặng nha và cực kỳ khỏe, chạy sò sắt hay như sò sắt nha các bác. Con này giá 8 triệu nha các bác, rất là đẹp luôn, hàng hiếm nha, con này cực kỳ hiếm nha. BGW, và cái đồ đẹp của nó là khỏi bàn, là dính bụi này hay anh Lê này, nói chung là đẹp lắm các bác, không cân vinh hay là không chạy xước kia luôn. Đấy, bên em chỉ phân phối những sản phẩm hàng tuyển chọn các bác nha, những chữ dòng Pro này nha các bác, Pro Made in USA. Em sẽ quay phía sau cho các bác xem, thì nó cũng sở hữu trạm loa, và nó sở hữu trạm loa và cổng kết nối xeo ly ba lăng vân này, trạm loa này các bác có thể chơi hai cặp cùng lúc thoải mái, Made in USA nha. Sau đây em sẽ mở đầu gang cho ba sản phẩm vừa khui cho các bác xem nha. Các bác chốt sản phẩm nào thì alo cho em qua số điện thoại dưới góc trái màn hình. Vâng, thì sau đây mời các bác xem ruột gang của ba sản phẩm em vừa khui ra. Đối với con này thì nó cực kỳ là yêu, ở chỗ là các bác nhìn lần đầu tiên là sẽ yêu em nó thôi, nên vì nó rất là đẹp, thiết kế cực kỳ là ngầu luôn, nam rất là nam tính nha. Thì đây thì mới coi sổ rồi, em báo giá lại cho các bác nha. Thì con này giá là 4 triệu rưỡi Victor, rất là tầm tiền để anh em chơi trong nhà, đánh hai cặp bát 25 đô lại, các bác có thể đánh hai cặp bô rất tuyệt vời. Đây rù gan các em nó đây, mỗi bên là 4 từ lục nguồn để nuôi
sò đấy, nó chạy sò dòng Toshiba mà xanh đen của dòng Cover 1090 nha. Đấy, sò này thì đánh lobo tuyệt vời, giá 4.500.000. Đánh hai cặp các bác ghép một con vàng 2 triệu lên nữa là chỉ một dàn karaoke để các bác hát chỉ nó có 6.500.000 thôi, mà con này chỉ là 4.500.000 nha, hàng đẹp keng nha các bác. À, con RBR2023A. Đấy, nguồn xiến nha các bác. Đấy, thiết kế cực kỳ là gọn gàng và rất là gấu, toàn linh kiện cao cấp và to bự nha. Đấy, dây đồ đi rất là đẹp, những hàng Nhật thì anh em khỏi bàn rồi. Rất là đẹp. Đây là phần sò và công suất tản nhiệt nằm bên đây, rất là êm ái. Con này là giá là 6.500.000 nha các bác, 6.500.000. Em báo nhầm giá nha, 6.500.000. Chạy là 4 tô lọc nguồn nha, 4 tô lọc nguồn. Rất là to. Hay là phần rơ le cho hai kênh. Đấy, quạt gió, phần tản nhiệt. Mọi thứ ở mọi nơi. Chống nhiễu rất là tốt. Giá 6.500.000. Đấy. Nhìn phát là yêu ngay. Và tiếp theo đây là hàng Mỹ. Hàng Mỹ thì nó chắc rồi. BGWDB 2000 dòng Pro. Con này giá 7 triệu nha các bác, 7 triệu. Đây, đấy, thấy đặc trưng của dòng BGWDB á là những linh kiện trở nó rất là to, nó như những dòng Amply Concept hàng Mỹ vậy đó. Này, có thể trở nó này, bự, khiến những dòng BGWDB rất là lực. Hay là tăng phô, quạt gió bên trong rất là êm. Tụ lồng nguồn nằm phía dưới nha các bác. Đây còn hai con tụ gì á, tụ ngầm ở dưới. Đấy. Con này chạy là 2 4 5 12 sò nha các bác, 12 sò. Toshiba xịn sò luôn. Sò chơi trong nhà thì vô tư rồi, những sản phẩm Mỹ nó rất cực kỳ chất lượng. Đấy, những cứ để ra để các bác trang trí trong nhà, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Chỉ cần nhìn cái logo như thế này thôi thì rất là đẳng cấp rồi. Mắt in USA, điện 120V nha. Con này điện 120V nha các bác. Các bác có thể cắm từ một điện 110 trở lên nha, 110, 115, 117. Vân vân. Rồi, con này giá là 7 triệu. Victor 152 giá 4.500.000. BR2023A 6.500.000. Rồi tiếp tục em khui kiện hàng tiếp theo. Tiếp tục là ba con bao cuối cùng của ngày nay và tiếp tục em sẽ khui những con Amply nghe nhạc để cho các bác tham khảo. Thì ba con cuối cùng gồm là một con khủng long, đó là Ceres Audio, là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ. Những con này được sản xuất ở Nhật nha các bác, ở Nhật. Ceres Audio là một thương hiệu Mỹ và hiện tại cái thương hiệu này nó không còn sản xuất ở Nhật và Mỹ nữa, và hiện tại đang ở nó ở Trung Quốc nha. Mà bên Trung Quốc làm nhái rất là nhiều, thì các bác có thể thấy những cái men đấy thiệt là to, người ta theo bán lên thị trường mà có vài triệu, mà 3-40 sò mà có cái mã tên là Ceres Audio mà rất là rẻ, 2-3 triệu đó. Đó là những cái sản phẩm hàng nhái của thương hiệu này. Để mà mua được những con xịn sò như thế này thì các bác phải tìm và mua chọn. Và đây có model là con CA6 nha các bác, có công suất là 2500W. Tí nữa em sẽ mở ruột ra cho các bác. Con này giá 8 triệu nha. Và một con Ramsa có mã là H062, con này giá 4.500.000 nha. Mặt kính phía trước đây, một con Ramsa 9110, con này giá hiện tại là lên 200.000. Cách đây vài hôm thì em bán là 4.500.000, nhưng con này hiện tại bây giờ là 4.700.000 nha các bác, bao ship nha, tất cả giá bao ship. Và con Ramsa là H063 là giá 4.500.000. Sau đây em sẽ mở ruột gan ba sản phẩm cho các bác xem. Vâng, thì em đã tháo ruột gan ba con bao, em vừa khui tiếp theo cái kiện hàng thứ hai. Đây thì đầu tiên nó là một con khủng long bảo chúa của hãng Ceres Audio lừng danh. Những con này thì giờ mình sưu tầm được những sản phẩm từ Nhật, từ Mỹ về thôi. Bây giờ nó không còn sản xuất ở nước Nhật và Mỹ nữa. Thì bây giờ toàn là sản phẩm hàng Trung Quốc trôi nổi, và Trung Quốc xịn còn đỡ nha. Toàn là hàng Việt Nam dẫn lên để bán kiếm lãi, kiếm lợi nhuận thôi. Anh em mua không biết thì hay bị lầm. Và đây em phân phối đa số tất cả những sản phẩm mà đẩy bãi, bên em chỉ làm đẩy bãi xịn, không làm hàng mới nha các bác. Đấy, nhưng các bác trước tiên các bác xài hàng nghi hay, thứ hai là đẳng cấp, thứ ba là các bác bày rất là đẹp trong gia đình, là những sản phẩm nó tuyển chọn này. Như con đẩy bãi như thế này nó qua 5 tháng rồi mà nó vẫn còn đẹp. Cái dòng Ceres Audio đặc trưng của nó là cái vân kiểu như là
không phải là sơn bình thường nha, nó vân vân kiểu như dài đó. Đấy. Mã CA6 nha. Đây, em này chạy sơ hữu là 32 sò của dòng 1090 nha. Có mã là 302 đó các bác. 302 đó, 1090. Mỗi vế là các bác này có thấy này. Đây, mỗi vế là vế trái này. Và vế dưới nó sẽ như bên này nha. Bên này nó ngược lại như này. Đấy. Các bác vế trên này nó y dài nha. Còn vế dưới của cái này là nó y như con này. Đấy. Còn cái dưới của cái này nó sẽ y như con này. Đấy. Tất cả là nguyên zin. Các bác xem sò, các bác xem mấy keo á. Cái sò mà bị gỡ ra keo nó sẽ bị nát liền. Đấy, keo, còn keo nguyên hết. Các bác để đi mua hàng là cứ chỉ cần dồn mấy keo thôi. Đấy, keo còn nguyên. Nhưng mà mình khui sò ra the là nó sẽ bị nát keo. Keo là gọi là gì, keo gì? Keo tản nhiệt nha các bác, tản nhiệt sò. Và em nó chạy là chạy 4 tụ Philips nha, 4 tụ Philips. Rất là chất lượng luôn này. Linh kiện nha các bác. Rất là mới. Nguồn là nguồn xuyến. Phía ngoài là có một lớp vải và bẹp chống nhiễu nha. Cái đây là biết cái đây để các bác biết làm gì không? Tại nó thiếu 4 tụ đâu. 4 tụ này để nó lên cái đời là CA9 nha. CA9 nó sẽ chạy 8 con chứ không phải là 4 con bình thường. Hai cái rời ly hai bên. Hai trợ sứ cực kỳ là to, nó dựng đứng như hai cục đình. Con này rất là đẹp nha. Giá 8 triệu nha các bác, 8 triệu bao ship cho các bác nha. Hàng xịn chất lượng tuyệt vời. Và phía sau nó thì cũng như những sản phẩm khác, cầu loa và được kết nối thôi. Và hai cái quạt, những cái sản phẩm nó quạt rất là êm. Hầu như không nghe được đâu. Các bác thấy dây nguồn nó đủ phê rồi. Dây nguồn của Mỹ luôn nha. Dây nguồn rất là to, giá 8 triệu. Và thứ hai, con này là con VW9110, con này em giới thiệu rất là nhiều rồi, em không cần giới thiệu thêm. Con này là 4,7 triệu nha. Và con này là con Ramsar H062. Con này tưởng nó bình thường, hóa ra nó gấu. Nó gấu hơn cái này. Nó gấu cực kinh khủng. Con này sản xuất năm là 2011 nha các bác. 2011. 2011 nha. Nên độ mới nó các bác yên tâm. Đấy. Hàng xịn các bác nghe gần nhìn vĩ là biết rồi. Nó không có đều đều như những cái sản phẩm hàng Trung Quốc. Vĩ này các bác thường thấy nó mèo này, hay dùng thấy những con da ngua này. Vĩ này chạy sò Toshiba nha, rất là nhiều sò, nhỏ to đầy đủ nha. Hai bên đầy đủ cho các bác luôn, tất cả nguyên zin nguyên bản và tăng phô. Tăng phô ở giữa. Rất là mới nha. Con này thì giá 4 triệu rưỡi nha các bác. Con này 4 triệu 7 H062 4 triệu rưỡi. Các bác chơi gia đình thoải mái, bắt 25 2 cặp. Như là cũng bắt 25 2 cặp hoặc là bắt 30. Nó chơi tắt nó khỏe lắm. 9110 4,7 triệu nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Đây là con Ceres Audio, thì con này giá 8 triệu. Đời lớn 2500W nha. Và những con kia hồi nãy em đã báo rồi. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo. Toàn là những sản phẩm tuyển, chọn với độ đẹp thì theo ý kiến của em là rất là đẹp. Xuất sắc. Thì con này nó cái chỉnh volume nó nằm trong cái kính này, thì khi anh em chỉnh vặn mát rồi vặn ốc lại thì khỏi tránh trí im nó vặn, nó nằm này rất là sang nha. Đấy. Rồi em xin phép là dừng video, chuẩn bị đóng hàng gửi đi ngày 7 tháng 5 cho các bác. Giờ cũng đã 4 giờ rưỡi rồi.